Còn cái bài này á, nó áp dụng ngay bây giờ. Hồng tàn giữa mùa xuân, nghĩa là hồng là Mao Trạch Đông cũng dùng mà hồng Việt Cộng Việt Nam cũng dùng mà hồng. Thì mấy vị cho cái bài này á, là quá hồng á, đầu tiên nó khô, nó héo, và đến lúc nó rụt. Nghĩa là sau sau cái bài Kính Thiên á, là chế độ Liên Xô sụp đổ, thì bắt đầu quý vị mới cho cái bài này để mình đọc. Mình đọc cái bài Kính Thiên. Mà lúc đó đó, ngày mấy vị Hùng Thiên Sông Núi của mình á, là như là mỗi một năm á, thường 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 ở bờ trên xuống, mình dùng chữ giống như họp đi, nói chuyện với Kiệt đi, là có bên bên mấy vị về đạo, bên mấy vị về đời, là đời là mấy vị Hùng Thiên Sông Núi, thì để mà báo cáo về cha, cha cũng ngự ở đó. Bài này năm năm 2018, ta Ngọc Hoàng Thượng Đế này nguyên văn, lúc mà cha họp với chư Phật, với hội đồng với bên Hồng Thiên Sông Núi ấy, quỳ đó để mà Kiệt nghe lệnh của hai bên, đúng không, có cha đứng đó nữa. Hàng năm thường hay có cái đó, hay có buổi lễ đó. Thì trong cái cõi vô vi á, cả triệu triệu mấy vị về theo chầu, tại mỗi một ông tướng là biết nhiều người đi theo, cha nữa cũng biết đó. Núi Thiên Long Sơn là hào quang rực sáng, rồng bay phụng múa, ta Ngọc Hoàng Thượng Đế chào tất cả hiện diện buổi lễ này, ngày mùng 1 Tết năm 2018. Ta khen ngợi các ngươi đã tổ chức chu đáo đón tiếp ta và các chư vị thánh mẫu. Vị thánh mẫu là người mẫu ngũ hành phải có mặt, tức nghĩa là những người có chức sắc của cái quả địa cầu này đều phải đến chầu. Lên này ta khen ngợi các ngươi chức của lễ chùa đạo chưa gì cũng như chưa thật. Đây là nhìn chung thì sự thành công quá ư là tốt. Ra chặt hẹn dù gặp nhiều trở ngại do bọn tà ma phá hoại, hôm nay ta hân hạnh được nghe Đại Thánh Dương, tức là Ngài Trận Đạo, tường trình về thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương. Thì bà chết nói chuyện qua lại, đây lúc Ngài Trận Đạo quỳ xuống. Đâu? Đại Thánh Dương, hạ thần Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo của nước Việt Nam chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nghĩa là lúc đó tất cả các vua trên quả địa cầu này thì ổng phải xưng, ngài phải xưng là vua của nước Việt thôi, phải không? Vua nhiều nước lắm, cũng có ông Chọt Qua Sinh Tên cũng quỳ với cha nữa đó, có ông Hoàng Công cũng quỳ luôn. Kính chào mừng Đại Mẫu và Mẹ, kính chào mừng năm mẫu năm châu cùng các cái gì các vị thánh thần. Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn kính, kể từ năm 1979 mùa xuân năm đó, bài sấm hồng tàn giữa mùa xuân cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Bạn chúc mình sẽ đọc bài hồng tàn giữa mùa xuân. Chế độ Liên Xô sụp đổ do sự hướng dẫn của Thánh Mẫu, là của mẹ, ngài ban lệnh. Đó là bài Kính Thiên, là Kính Thiên đã chiếu xuống trần, đó bài số 1. Ngày 3, đó là lệnh bài Kính Thiên do Đại Thánh Mẫu ban xuống. Thần cùng chư vị thánh thần lo làm theo cơ vận, lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam. Cái câu chữ kim chỉ nam thôi là nó xoay chuyển cả trái đất đến ngày hôm nay. Cả Liên Xô cũng thua, cả Trung Cộng cũng chia 5-7. À, bắt trọng đốt củi đốt lò cũng là bài Kính Thiên đó. Tại vì mấy vị trong vô vi mà chỉ còn một bài đó là một ý thôi, là mấy vị làm sao á để thì bài Kính Thiên sao ở đây ai cũng biết, đúng không? Không biết thì gán tìm bài đó là đọc. Lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam, do đó thần với phương châm nhờ hưởng cơ trời mới biết cơ vận, theo cơ vận mới biết
thời cơ, vận dụng thời cơ để nắm giữ cơ đồ. Vì dạy mình vậy đó thì mới cho Kiệt lên mạng lộ, đúng không? Thì dạy luôn mấy ông đang nắm chức quyền bển luôn. Chứ mấy ông ngu, mấy ông tin Kiệt. Tin Kiệt là mấy ông giữ tiền, giữ của, rồi con cái sau này trở về nắm giữ chức vụ tiếp. Tại sau này con của HO hay là con Bác Trọng hay con Bác Phúc cũng ngồi chung ghế nhau để điều hành quốc gia. À, không có đánh nhau nữa. Người nào không tin Kiệt thiệt thòi. Lợi dụng thời cơ để nắm lấy cơ đồ. Hơn 40 năm qua, 10 năm đầu, thần cùng chư thánh thần lo hỗ trợ cùng nhân, tức là Bác Hồ đó, nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ ngài về nước. Thì hồi nãy mình có nói đó, từ năm 79 là do mấy vị thánh thần an ủi, rồi thần tự do sẽ lo tất cả, là nói sẽ đi Mỹ. Là mấy vị đều là trong vô vi, lúc nào cũng gia hộ cho những tù nhân Việt Nam Cộng Hòa hết. Nhờ vậy mà tù nhân cải tạo đã giữ vững, đã vững vàng chờ đợi lúc bấy giờ chư thần gây nhiều tâm lý tin tưởng vào ngày mai như có ứng báo hiệu, rồi sẽ được lo lắng như câu thần tự do sẽ lo tất cả. Hỡi hiền đồ, chớ ngại khó khăn mà buông việc lớn mà quên việc thù. Cũng thập niên đầu báo cho các tù cải tạo là Ót Kiêu Nam Đáo Lữ Hành, tức là tất cả các sắp về Nam. Khi về Nam, hạ thần cũng cùng chư thần từ Bắc chí Nam vận dụng linh thiêng mà giúp dân chống tà. Qua thập niên thứ ba, các tù nhân đã được về lần lượt, tức là ở tù cao lắm cũng mười mấy năm, là cũng do mấy vị xoay chuyển để được mà ra khỏi tù mới đi qua Mỹ. Thời gian này chư thần được ngài phong thánh Như Thần Tam Tinh, là thợ ông Sơn Tinh Thủy Tinh, phù trợ cho trại tù ba sao mà được phong thánh, cũng như các vị khác như Đại Thánh Quân là ngài Lê Nhiệt đó, và nhiều vị khác. Hiện tại cơ vận đã đến lúc bọn tà thần phải diệt vong. A thần sẽ nương theo cơ vận sẽ xây dựng lại cơ đồ Việt Nam sáng rạng. Đây là sơ lược 40 năm. Về phần đạo thì Đại Thánh Mẫu là mẹ trao cho Thái Tử, trao cho Kiệt quản nhiệm. Khung đạo đã được hoàn thành, tức là đã có cái đạo ra rồi năm 2017. Khung đạo được hoàn thành, thành quả rất tốt, tương lai sẽ sáng lạn khi Việt Nam đã diệt hết tà đạo. Ngày Việt Nam giờ buồn ái thư ém nhiều lắm, khi hết mấy cái đó đó thì thiên tâm mới sáng rạng. Khi Việt Nam đã diệt hết tà đạo, hôm nay hạ thần kính đề nghị Đại Thánh Mẫu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế ban thưởng và khích lệ. Kính tâu trình bấy nhiêu cáo lui. Thì những cái cuộc họp về trên cũng như triều đình vậy thôi, không khác gì hết. Thì cái bài kính thiên á, quý vị biết. Còn cái bài hồng tàn này nè, ở trong cái bài mà tấu trình mà đó đó, hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông mõ, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại sum vầy, Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt, dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an bờ cõi gian sang, an cư lạc nghiệp. Thì cái bài đó đó thay đổi một thể chế. Mà làm sao bây giờ trần nghiệp? Trần nghiệp không phải là họ Trần. Mà quý vị ví giống như một cái thời mà những cái bô lão ở Việt Nam mà thời nhà Trận Đạo vậy đó, rồi có tự do bầu cử, tự do tiếng nói, chọn một người lãnh đạo lập lại nhà Trần là như thế. Còn bên cộng sản á,
nó dựng lên Trần Dần, nó lựng dựng lên Trần Quang Đại rồi Minh Dương rồi ở miền Nam Cali á, Trần Trần không, nó nghe là tìm họ Trần, đúng là đồ ngu. Mình chửi ngu luôn á, cái gì đâu có nói vậy đâu. Rồi với cầu với sắm chàng trình nói Nguyễn đi rồi Nguyễn trở về. Ở những tiền kiếp của Kiệt á, làm vua nhà Nguyễn hai lần. Xưa Kiệt cũng ác lắm, lúc thời làm Minh Mạng. Nhưng mà lúc đó đóng già, Trà Kiều đóng kiểu đó, đóng kiểu đó. Hả? Ừ, chứ Kiệt đâu có phải là người ác, mình là người tu. Nhưng mà con có cha thì lúc màn nào ở trên kêu mình đóng vai gì, mình đóng vai đó. Có nghĩa là đâu phải là vai chính lúc nào cũng phải là đóng phim hiền rồi đâu. Mình coi mấy tài tử Hollywood đi, những đang mình đang coi phim này, cái đóng phim giống như thằng Terminator á, ông đốc Cali á. Chỉ có cái vai mà cực kỳ ác, đó là vai Tần Thiếu Hoài. Cái mình hỏi thôi, cho con đóng vai thì kỳ quá. Có không làm ai, có chiếc hôn thời đó làm mà làm ra đại lộ được. Làm sao mà nghĩ ra được vạn lý trường thành. Mà đó đâu phải là ác. Bây giờ gom 6-7 nước lại cho đừng giết nhau là cứu dân á. Chặn cái vạn lý trường thành lại là cho người ta đừng có xâm chiếm, đừng có giết. Thì từ đó nước Tàu mới thành lập một nước được. Chứ không nước Tàu nó không có một cái nước được. Vậy nên nước Tàu bây giờ bự là cũng nhờ Kiệt á. Trong cái đầu của mình và hiện tại mình đang suy nghĩ, và ngày hôm nay cũng vậy, đều là một vở kịch hết. Cả chúng ta ở đây cũng đều là vở kịch phù du. Chứ không phải mình tự hào hay là mình nghĩ mình con bề trên rồi mình đầu thai cái này nọ, không phải. Cái đó là một cái năng khiếu ở trên trời. Cũng giống như Kiệt có 7 dòng hào quang, là cha sanh ra, cha quá sanh ra, Kiệt mẹ quá sanh ra, thì nó có 7 dòng hào quang. Xuống thế gian này đóng vai từ thời diệt chủ dương á, tới ngày hôm nay là nhiều đời lắm, bên Ấn Độ nữa, rồi bên Âu Châu, Do Thái nữa. 1800 kiếp thì nó có giai này, giai kia, là nó có sẵn 7 dòng hào quang. Còn những cái vị thầy mà tu tập cả đời ở một đời này á, cái ông giỏi nhất cũng 3 dòng, 4 dòng. Nhưng mà ông tu đời này thôi, ông chết rồi, ông tái sanh, ông tu tiếp, ông mất cái hào quang đó. Tại cái sự tu tập ngồi thiền nó ra hào quang nha quý vị. Thì hai cái mà là khác nhau. Mà mấy cái này á, những vị hòa thượng lớn á, và những cái linh căn mà nhập đồng đó, họ có cái cặp mắt họ nhìn thấy. Còn người ở đây thì ấy, lấy kính hiển vi đồ nhìn mới thấy 7 dòng. Nhưng mà ngồi Kiệt là thấy comfortable, thoải mái là đúng hình. Mình không phải mình nói để mình cao này nghe bạn, nói để cho cái sự hiểu biết, để biết là ngoài cái thế giới của mình bình thường còn một cái thế giới rất là siêu nhiên, cực kỳ sung sướng, và đời sống tuổi thọ trở nên cực kỳ lâu. 100 năm mình nghĩ là lâu là vì mình quá khổ, mình tưởng là lâu, nhưng mà thật sự 100 năm là cơn gió. Cái hỏi nha, với ai nói cho mình thở một chút. Ai muốn hỏi gì phát biểu một chút đi. Dạ, xin anh cho biết cái ngày vía cha đó mùng 9, mà nếu có người mà bị bận vì lý do gia đình hoặc những người không thể tới được, thì lúc đó cha có xá tội không, hay là phải có sự hiện diện ở đó cha mới xá tội vậy? Có mặt ở đó chứ, giờ trả nợ trả liền là thì phải có mặt. Không có mặt thì nhà lại sám hối, tại mấy trăm lại nhà nó cũng tương gần ok, nhưng mà mình không có guarantee. Còn này là guarantee, hiểu không? Giống giờ mình lúc mình đi auction vậy đó, phải có mặt mình mới auction được. Chỉ có cha đó đó, cha cái thần lực của cha mạnh lắm, cha blessing nguyên cái phòng đó hồi bữa lễ đó. Còn vô nhà làm gì cha rảnh mày xuống. Hai câu chuyện khác nhau. Vanessa,
Cơm đây nào về thôi thủ biết lấy này đập đậu con cái à, đệ tử biết được cái một cái tin này cách đây mấy ngày đó. Tin là gì? Là sau khi Philippines đó, với một ông tổng thống mới hiện giờ đã đồng ý cho Mỹ lập 4 căn cứ ở Philippines, thì trong khoảng mấy ngày hôm nay, cách đây mấy ngày, ông tướng tư lệnh không quân của Mỹ, tư lệnh về tiếp vận, ông ấy có tuyên bố một số câu là Mỹ sẽ đánh Trung Cộng vào năm 2025. Và nếu khi mà Mỹ đánh đó, thì cái điều tiên quyết là tất cả cái chuỗi đảo kéo từ Nhật, Đài Loan, Nhật xuống tới Philippines, xuống dưới Singapore luôn, là Mỹ phải, cái điều tiên quyết của Mỹ là phải đánh thắng ngay từ trong giây phút đầu. Thì xin sư phụ cho biết cái nguồn tin này nó có thể áp dụng được không, hay là chẳng qua chỉ là một cái tác tích của Mỹ thôi? Xin hết. Thầy bắt buộc thật sự á, cái này mấy vị họp nói nha, thằng Trung Cộng nó không, nó chưa đánh, tại nó để cho con mồi á đói rã không có sức mà đi rồi vậy đó, tụi nó mới đánh. Trước khi nó đánh, thứ nhất nó biết 100% nó thắng, thứ hai nó biết 100% cái thằng mà nó đánh á phải trả tiền đạn của nó. Ê, tao bắn mày chết mày phải thường đạn tao, tao nghe mày, chứ không phải là đạn free nghe. Nó phải tính, cho nên giờ nó có nẻ mấy viên á là hắn không có khe là bên Trung Cộng chết bao nhiêu. Bữa giờ tao bắn mày 3 viên vô bụng mày, trả tiền tao 3 viên, thì nó tính tiền kiểu đó. Chưa tính nữa, nên bây giờ nó đang gom hết một đống mấy thằng Covid, ổng Covid vô nhà thương bây giờ nó cũng nói là Covid đúng không? Bệnh gì nó cũng nói Covid hết. Hey, từ Vũ Hán mày phải không? Hồi xưa thằng Kiệt nó nói rồi, nó chúng tao thấy tao nể thằng này á, từ Vũ Hán. Hey, một nhân mạng, 1 tỷ phú, tụi mày thưa nước Trung Cộng cho tao, tao pro sành nước mày á, mấy nghìn tỷ, tức là khi mình giao dịch á, cái tiền mà ngoại tệ nó lưu thông qua Mỹ á, là Mỹ nó nắm hết phải không? Giữ hết, giống như giữ của Putin 600 tỷ vậy đó. Ok, tao thường cho ông Nguyễn Văn E, nhà này, giá trị của cái mạng ông này, kỹ sư, thì được 5 triệu. Ok, giá trị của ông Mỹ này được 200 nghìn. Đệ nhất cái mạng của Mỹ cũng vài trăm nghìn đúng không? Bây giờ nó cứ thường hết cho người Mỹ của nó, có phải là nó đem tiền của Trung Cộng vô nước Mỹ không? Nó sẽ làm vậy đó. Ai nghèo, mấy cái thằng mà gọi là chủ nghĩa dân tộc, mấy đứa nhỏ nhỏ Trung Cộng, mấy ngu á, nó bên cái đảng cộng sản là nó phá hoại nó, nó không có được du học, mà nó là người phải cài lưng nó đi trả tiền cho thế giới. Tội khôn lắm, nghĩ là siêu khôn. Thứ hai, thế giới này cái nước mà nó láo nhất cũng là nước Trung Cộng. Nó chết 20 mấy triệu người, mà nói chết mấy nghìn người, ai tin không? Mấy chục nghìn người. Có một lần năm 2019 chết nhiều quá, cái mấy vị trên trời mới nói trời, nó đốt xác mà nó nổi mà lên tới trên trời, tầng trời trên cũng là hôi mùi xác nè, trên trời mấy chư thiên á cũng ngửi được cái mùi xác của cái trái đất này nữa. Thì quý vị nghĩ nó đốt bao nhiêu? Nếu mà có mấy chục nghìn người mà giống như nó nói cho thế giới biết á, thì tại sao á, mấy cái số điện thoại nó,
thời đó là 4-5 triệu cái điện thoại của mỗi người chết nó dục á. Còn cái chuyện mà mặt đời á, nó 2015 rồi, cái mai mốt nó muốn đổi gì đổi. Giờ quý vị nghe tức giết thì cũng quải nữa. Bữa nay Trung Cộng bỏ máy bay qua lắng gà, không phận đúng không? Cứ nói tới nói lùi có vấn đề nói hoài à. Rồi lâu lâu có con ông nào chức lớn lên nói vài ba câu ấy, nó cũng nói tới nói lùi, nghe mệt lắm, nhức đầu lắm. Nghe Đài Thiên Đình này gọn, biết nó sẽ như vậy, nó sẽ như vậy. Chứ giờ thường ngày nghe Trần Nhật Phong, ủa tao nghe Trung Cộng nó cứ hù tới hù lui mà nó nghe cả ngàn cái clip cũng nhiều hù không? Có phải mệt không? Mình nên Đài Thiên Đình nó tuy gà gà chuyện sổ số nó phải cho người ta từ từ, nhưng mà nó chậm nhưng mà có hữu hiệu. Đài này nè, chậm nhưng mà hữu hiệu. Chứ còn theo dõi tin tức ở ngoài mệt, không có chuyện đó. Tôi không biết là 25 hay là 23 này, tôi không biết. Hứng là muốn đánh lúc nào đánh à. Nhưng mình biết chắc là nghe bây giờ trong lòng là muốn cầu hòa. Ở cái mặt đời á, thì bề ngoài mình thấy nó đang dùng quân tấn công Ukraine đúng không? Nhưng mà không phải, nó tấn công để mà nó lấy cái thế để cầu hòa. Chứ bên trong nó đã thua. Thì hai ba cái clip trước, mấy tuần trước thì nói nó cầu hòa. Còn hiện giờ mặt đời nó, ủa anh nói cầu hòa chưa cầu hòa? Mấy thằng mày không phải là nằm trong ruột nó, mấy thằng sao biết? Tao nằm ở trong cái ốc của nó, mấy vị trên trời mà. Nó đang cầu hòa. Nhưng mà người mà siêu chính trị á, mà người mà khôn về chính trị á, người ta nghe là người ta biết liền, người ta nhìn nhận xét. Cái chiến sự nó không có giống như là 1+1=2. Giống như là anh yêu em nhưng mà thật sự anh không có yêu em. Người chạy theo tình nhưng mà không phải là tình chạy theo phải không? Chạy nó đi ngược lại vậy. Chứ thật sự là Nga bây giờ là quải rồi. Chỉ là muốn cầu hòa thôi. Thằng Mỹ mới lẽ, nó không có cho trên nó. Cũng là thằng Mỹ. Tao chưa cho mày quà, tao cho mày quải. Tao đem hết mấy cái xe tăng cũ qua, tao dập ở đó. Để khi nào mày bồi thường chiến tranh để mà tao bán ba cái đồ cũ. Chứ bây giờ mà quý vị thấy xe tăng máy bay á, mà nó chế gần 20 năm không xài á, cái dục nó recycle đúng không? Mới không đúng không? À nó bỏ mà không cho. Hôm nay có thằng trả tiền đồ cũ tao đã quá, tao dồn vào bển hết. Để mốt nó thường Trung Cộng với Nga cho đã. Để nó làm cú này luôn là hai thằng này ngóc đầu không nổi.